mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết năm 2024 có bốn con giáp nhận lộc tổ tiên đầu năm ra cửa gặp hên, rồng vàng ghé nhà chào may mắn. Năm cũ qua năm mới đến, cùng chúc mừng bốn tuổi may mắn trong 3 ngày đầu năm Giáp Thìn 2024. Nhờ lộc lã ơn trên bàn xuống, ra cửa đạp vào hổ tiền, số cực kỳ đỏ một Còn giáp người tổ tỷ. Dịch mã so sáng cho những chú chuột vào đầu xuân năm mới 2024 này hoàn toàn có thể tự tin vào bước đi của bản thân. Những người sanh năm tỷ là những người đam mê và tràn đầy năng lượng. Họ luôn tìm thấy niềm vui, động lực trong cuộc sống. Vào những ngày đầu năm mới giáp thìn 2024, con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình trong mọi mối quan hệ ngoại giao, gia đạo có quý nhân tới chơi. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể gặp được những người có cùng chi hướng thông qua những buổi gặp mặt đầu năm. Sang năm mới sẽ cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, con giáp người tuổi tỷ này thu nhiều lọc lá về tay, đầu năm có tinh vui bảo vệ tận cửa nhà. Nhiều điềm lành xuất hiện trong ngôi nhà của bạn đang ở, nhưng có lẽ những chú chuột sẽ không nhận ra. 2. Con giáp người tuổi mão Tử vi năm giáp Thìn 2024 của người tuổi mão cho biết rằng tháng 1 âm lịch nhờ có các tình bách việt soi sáng nên những chú mèo sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ quỷ nhân để thúc đẩy cuộc sống thay đổi. Theo dự đoán, người tuổi mão sẽ có những thành tựu bất ngờ trong Tết năm nay. Công việc làm ăn buôn bản, xuân sẻ có nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập tăng trưởng ổn định trong mấy ngày Tết. Không chỉ vậy, sự khôn ngoan, cẩn trọng trong quản lý tiền bạc cũng sẽ mang lại cho con giáp này nguồn thu nhập bổ sung đáng ghen tị trong mấy ngày Tết. Con giáp người tuổi mạo cũng được lọc từ con cãi và người thân trong gia đạo. Con lớn đi làm về, tuổi tự lập có thể bảo hiểu gia đình. Với một số nhà đang mồng con, mồng chảo trong năm nay thì đầu năm sẽ có điềm lành tìm tới nhà bảo hiệu một năm dòi giàu lọc con cái và có thêm quý nhân phụ trợ. 3. Con giáp người tuổi tỵ Người tuổi tỵ là tuổi may mắn trong 3 ngày đầu năm giáp thìn 2024 nhờ các tình thiền đức đi cùng với thiên phu và tuổi tỵ sẽ gặp khá nhiều may mắn phẫn khởi trong những ngày đầu năm thìn. Những người tuổi tỵ là con giáp thông minh, khôn ngoan, giỏi tư duy và phân tích vấn đề. Họ luôn có thể tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề trong môi trường phức tạp. Vào 3 ngày Tết Nguyên đảng 2024, đương sổ sẽ đạt được những kết quả đáng nại trong công việc, gặt hái nhiều lộc lạ bằng trí tệ, tài, tài năng của bản thân. Do là bạn được vĩa may mắn của tổ tiên mang tới thu nhập của người tuổi tỵ làm ăn kinh doanh trong mấy ngày Tết cũng sẽ tăng theo. Dù tính chất công việc không mấy thoải mái, không có thời gian chơi như bao người, nhưng bù lại những người tuổi tỵ sẽ ăn nên làm ra hơn mọi khi. Mùng 1 còn giáp người tuổi tỵ nên đi chùa cầu may mắn bình an cho cả gia đạo từ sáng sớm với tấm lòng chân thành và hoàn hỷ đi chùa, đi đền nên có sự chuẩn bị trước và đi cùng người thân, như vậy sẽ hiệu nghiệm hơn. 4. Còn giáp người tuổi mùi May mắn có các tinh tự vi chỉ đường dẫn lỗi nên người tuổi mùi sẽ thu nhiều lộc lá trên nhiều phương diện của cuộc sống trong 3 ngày Tết nguyên đảng giáp thân. Trong công việc và cuộc sống, những chủ dê có thể nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ nỗ lực và chỉ tệ bản thân mùng 1 Tết tuổi này hãy được lộc non về nhà mang may mắn tới cho các thành viên trong gia đạo bạn cũng là người có vía hơn nên đi đâu cũng được mọi người xung quanh yêu mến trong những ngày đầu xuân năm mới khi du xuân khả năng cao người tuổi Môi sẽ có may mắn bất ngờ hoặc gặp được quý nhân của đời mình thông qua một lần tình cờ nào đó tất cả là do ông trời sắp đặt sẵn. Người tuổi mùi có thể dũng cảm tiến về phía trước, theo đuổi ước mơ, mục tiêu của mình, bởi vận may sẽ như ngựa phi nước đại vượt trội rất nhiều lần.